Thời gian qua, quận Hải Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Tình hình thu ngân sách tại quận có nhiều khởi sắc. Tính đến hết quý 3, thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 86,3% dự toán thành phố giao. Tuy nhiên, là địa bàn trung tâm của thành phố, nên tình hình trật tự đô thị luôn diễn biến rất phức tạp. Khi thí điểm thực hiện chính quyền đô thị, quận không còn là đơn vị ngân sách mà là đơn vị dự toán. Do đó, một số nhiệm vụ phát sinh mới chưa có được sự chủ động về nguồn lực, nguồn ngân sách để triển khai thực hiện. Hiện nay, luật ngân sách chưa có hướng dẫn quy định cụ thể riêng về mô hình đơn vị dự toán của quận, huyện, xã phường khi thực hiện chính quyền đô thị. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị quận Hải Châu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung đề xuất giải pháp thực hiện đồ án tái thiết đô thị quận, chú trọng về quy hoạch không gian ngầm, phối hợp với các sở ban ngành đề xuất các giải pháp điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông khách du lịch, đề nghị quận tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công viên thuộc quận, quản lý, đồng thời tiếp tục đề ra các phương án nhằm khai thác tối đa hiệu quả phố đi bộ Bạch Đằng, tạo điểm nhấn du lịch, đề nghị các đơn vị làm rõ những vướng mắc hiện nay trong công tác đầu tư hệ thống thoát nước, tình hình quản lý các bãi đất trống, giải pháp quy hoạch các bãi đỗ xe, vân vân.